Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên là cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và gặp nhiều thật nhiều may mắn. Đáng nhẽ là cái đơn hàng của anh Vinh và anh Hà ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ đã xong rồi. Nhưng phút cuối các anh ấy lại lấy thêm một con máy nhỏ này nữa. Các anh ấy bắt em phải bán cho anh ấy một con máy nhỏ này nữa để các anh ấy về làm máy nước. Anh ấy mua 3 con 60 kép F1 đỏ. Và phút cuối thì em không muốn bán con máy nhỏ này thì các anh ấy ép em phải bán. Thì con máy này là con về để các anh ấy làm như kiểu là máy hút nước ở trong thuyền đấy. Trong cái thuyền hút cát của anh ấy anh em ạ. Thì con máy này nó là máy phao. Đây này, chữ phao to lù lù đây anh em này. Phao này, phao có cho hình con đại bàng đây này. Phao, con máy phao này, con đấy máy gọi là máy phao 485. Thì cái máy này ở ngoài miền Bắc thì nó ở trên con xe 1,5 tấn, 2,5 tấn ấy anh em ạ. Nó rất là nhiều. Turbo có và không turbo cũng có. Đây con máy này là máy không turbo nhá. Phao 485 turbo không turbo. Nó là máy nghĩa địa, vì thế là cái giá trị sử dụng nó còn cao lắm anh em ạ. Thì theo quy trình, con máy này là ở con xe 1,5 tấn, 1,8 tấn nhá anh em nhá. Con xe Trung Quốc ấy. Thì theo quy trình em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của con máy này một tí. Con máy phao phao 485 này gọi em gọi nó là phao 4DW83, nhưng nó gọi là máy 485, ở ngoài Bắc gọi là máy 485. Con này là vòng tua của nó là 3000 này. Nó là 57 kW, thì nhân với 1,36 thì nó rơi vào tầm 70 PS. Bởi nó tầm 70 PS đấy anh em ạ, 65-70 PS. Và lòng của nó là hình như là 85 ly ấy anh em ạ. Lòng nó 85 ly. Lòng nó 85 ly nhá. Và vòng tua 3000. Thì tình trạng của con máy pha 485 này nó như thế nào thì em sẽ quay cho anh em cùng xem và cùng biết xem là lời em nói có đúng hay không. Đây, một con máy nó có đẹp hay không thì phải nhìn cái nước, trước hết là cái nước sơn của nó đã, xem là nó còn nguyên bản không. Và con máy này em khẳng định với anh em là nó còn nguyên bản, nước sơn nguyên bản nhá. Đây, sơn tất cả còn nguyên zin hết, chứ không phải là nguyên bản, là gọi là nguyên zin. Chưa có một tí rong keo là lốc này. Máy em còn chưa rửa kỹ đâu đây. Cái bu gà của nó này, em mua em còn phải cho cả anh Vinh và anh Hà cả cái bu gà luôn. Đây anh em xem này, tất cả máy cực đẹp luôn nhá. Đây, lốc liếc xanh dề luôn. Máy chưa rửa kỹ đâu nhưng máy đẹp lắm anh em ạ. Đây, máy đẹp rực rỡ luôn. Đây, xanh nét một màu. Đặc điểm của cái máy phao này là nó màu xanh nhá. Đây, và ở trên nắp capo này cũng màu xanh, chưa rửa kỹ. Nhưng này, khẳng định này, máy nó còn zin, chưa có một tí rong keo nào luôn nhá. Đây là thợ em nó vì nó vội công việc quá nó không để rửa kỹ được. Đây này, ốc quy lát này nguyên zin hết này, ốc quy lát nguyên zin. Đây anh em xem này, ốc quy lát nguyên zin hết này, đẹp rực rỡ luôn nhá anh em nhá, đẹp rực rỡ luôn. Đây máy này, anh em xem này, ốc quy lát chưa có một con ốc nào động chạm, tất cả còn nguyên zin từ trên mà xuống, từ dưới lên trên, đẹp rực rỡ luôn. Vừa rửa xong này, đây tất cả nguyên zin hết này, một con máy này. Nó có còn giá trị sử dụng còn cao hay không à? Anh em nhìn cái đấy, hai bên giấy lốc bên bơm con heo nhá. Xanh dề luôn, chưa có một tí rong keo nào luôn. Tổng thể con máy, toàn thân con máy này đều còn nguyên zin, chưa có sự can thiệp của cà lê. Đây anh em xem này, con heo của nó này, heo nguyên zin hết này, chưa có một con ốc nào động chạm này. Đây, những con ốc này chưa bị có sự can thiệp của cà lê nhá anh em nhá, chưa có sự can thiệp của cà lê. Đây, những con ốc này chưa có sự can thiệp của cà lê này. Tất cả nguyên zin hết. Nguyên zin từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới nhá anh em nhá. Máy cực đẹp, cực chất. Con máy này em khẳng định với anh em nó còn khoảng 90-95% cơ. Máy này còn khoảng 90-95%. Máy này còn khoảng 90-95% anh em ạ. Không thể chê vào đâu được, một siêu phẩm thực sự luôn. Để bán cho anh Vinh và anh Hà về làm máy nước nha anh em nhé. Đây là tất cả nguyên zin hết này. Đặc biệt sợ thật. Máy nó quá đẹp, quá chất rồi. Nói về con máy này nó nhiều quá rồi. Bây giờ thì sẽ cho anh em thợ test lỗ để kiểm tra đánh giá chất lượng rồi gửi video cho anh Hà và anh Vinh nhá. Lỗ đi em ơi. Rồi. Bỏ xe ra luôn. Đấy, đúng đúng. Quá lét luôn. Cái nó cứ để đấy. Em du luôn nhá, bỏ này ra. Bỏ cái lắp ra để kiểm tra được. Máy nguyên zin như mới luôn. Nghe tiếng nổ mà đã cả cái tai luôn đấy anh em ạ. Không có một tí khói nào luôn, như máy mới. Không có một tí đổ hơi nào luôn. Một tay cầm vào đây giữ máy này. Không có một tí đổ hơi nào luôn nhá.
Máy này chỉ có chê nữa thì chỉ có mua máy mới thôi nhá. Lỗ giòn tài quá anh em ơi. Máy chưa động một con ốc, nguyên zin hết. Hốt thật đấy. Ga hắn nữa đi. Ga từ từ lên. Nói thật là như máy mới rồi anh em ạ. Máy này mà chê nữa thì tốt nhất chỉ có mua máy mới rồi nhá. Bán vừa rẻ. Đây là con máy Pha 485. Lắp cái lắp vào em. Pha 485 nhá này. Máy còn nguyên zin hết, chưa động một con ốc này, nhìn này. Ốc quy lát các thứ này. Tất cả bơm kim nguyên zin hết. Bán cho Oanh. Con máy là bán cho anh Vinh và anh Hà nhá. Mua 3 con 60 kép, vừa bán vừa cho luôn. Thế mới có cái giá đấy thôi anh em ạ. Máy gần như máy mới luôn. Sợ thật ý. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm Phao 485, con máy bán cho anh Vinh và anh Hà về làm máy nước nhá anh em nhá. Siêu phẩm thực sự luôn. Lổ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn. Nghe hơi nó chắc khỏe quá anh em ạ. Em sẽ đăng video lên kênh nhá. Anh em có xem được thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá về bình luận, về hình thức bên ngoài và về chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá anh em nhá. Nó quá chất và quá chuẩn luôn anh em ạ. Thực sự luôn, không thể chê vào đâu được. Sợ quá anh em ạ. Lổ nghe mê hồn luôn. Sợ thật. Em sẽ đăng video lên kênh nếu mà anh em xem được. Anh em có nhu cầu về cái dòng máy này mua buôn mua lẻ nhá. Anh em chạy máy nước hay chạy giỏ lải máy này cực sướng luôn. Máy còn zin 90%, máy này còn giá trị sử dụng còn khoảng 90% ấy anh em ạ. Thì anh em cứ liên hệ cho em. Và nếu mà cái video anh em xem được ấy, nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang muốn tìm kiếm ấy, thì mọi người có thể ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình tivi của mọi người, vào cái phần mềm mà YouTube này, TikTok này, Google này. Anh em mà ấn là tìm kiếm là động cơ ô tô Hùng Thịnh nhá. Và cho nó sẽ ra đầy đủ 4 cái cơ sở của em. Có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn. Các loại động cơ xe đầu kéo này, xe ben, xe tải, từ tải từ nhỏ đến to luôn. Có loại máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt. Các loại cầu nhỏ, cầu to, máy hút máy phát điện. Không thiếu một loại nào, tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Và đặc biệt nữa là nếu mà anh em có anh cái máy móc của mọi người nó hỏng hóc chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay máy ấy, bê bơm xuống đi, anh em chưa cần phải thay máy ấy, thì anh em Vàng ơi, nhìn nó có số 1, số 2, số 3 nhá, nhìn đó nhá, con ngoài kia là con số 1, từ ngoài vào là số 1, số 2, số 3. Cái máy móc của mọi người nó chưa hỏng hóc nhiều ấy, thì anh em chưa cần phải thay máy ấy. Anh em cần phải mua đồ vặt gì từ một con ốc nhỏ nhất của một cái con máy của mọi người cho đến cái lốc, cái trục hay cái gì, anh em muốn mua cái gì to nhá, thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em, hoặc là đặc biệt là mọi người phải chụp ảnh nhắn tin qua Zalo cho em, gửi cái mẫu ra, em đều có thể tháo ra cho bán cho mọi người hết. Đồ đi theo máy là đồ chuẩn nhất của nhà máy rồi, đồ loại 1 rồi. Còn nếu mà anh em mua đồ mới là sắt pha gang này, đồ nó chỉ là loại 2, loại 3, không bao giờ chuẩn được. Vì thế có những cái mặt hàng bán đồ cũ còn đắt hơn cả đồ mới, vì đồ cũ nó dùng là đồ đi theo máy nó bao giờ nó vẫn bền hơn nhá anh em nhá. Và em cũng xin lưu ý là nếu mà mọi người có mua hàng trên mạng ấy, mọi người phải tìm hiểu thật kỹ cái người mình đặt tiền mua hàng ấy, người ta có cơ sở đàng hoàng hay không và người ta có làm ăn uy tín hay không. Tránh trường hợp là rất nhiều anh em điện cho em bảo là có biết người này người kia không, em đặt cọc tiền cho người ta mà bây giờ lúc chưa cọc tiền thì người ta chụp ảnh cho em một con máy thật đẹp, đẹp lắm, báo giá rất là rẻ, em chuyển tiền cọc mà bây giờ gửi máy vào là một con máy khác, không đúng với con máy ý. Bây giờ em không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào thì ôm phải con máy dở. Mà bây giờ em không dùng được, em gửi ra giả cho người ta, người ta hẹn em 5-10 ngày trả tiền, mà bây giờ đến 5 tháng không trả tiền, em không biết làm nào cả. Bóc phốt đăng người ta lên trên Facebook hay là trên mạng. Nhưng nói thật với anh em là những người như thế, ngay từ đầu người ta xác định người ta làm ăn không có chữ tín rồi thì người ta không cần chữ tín. Vì thế mà anh em có bóc hay không thì trước hết là mình thiệt thần mất tiền rồi đã.
Vì thế mà ở video nào em cũng phải nhắc nhở mọi người là phải tìm hiểu thật kỹ trước khi mua, đã đặt tiền mua hàng của người ta. Vì nói thật với anh em là em không được lợi lộc gì mà không phải là tự nhiên em nói như thế. Và vì anh em rơi vào những trường hợp như thế là em là người ảnh hưởng trực tiếp, vì em là người bán hàng trên mạng, em tận 4 cơ sở cơ. Em bán hàng trên mạng thì chắc chắn là lần sau anh em mua hàng trên mạng anh em sẽ mất lòng tin. Mất lòng tin thì chắc chắn là em sẽ không bán được hàng mà anh em sẽ không muốn mua hàng trên mạng nữa. Đấy là cái điều mà tại sao mà ở video lại em cũng nói không muốn bất kỳ ai rơi vào những trường hợp như vậy cả. Một lần nữa nha, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến hai đại ca anh Hà và anh Vinh đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở mua 3 con 6WF1 420VS và một con thêm một con máy nước cả nha. Máy nước này là em bán khuyến mại cho hai anh ý. Thì máy thì nó như mới rồi. Chúc cho công ty của anh Hà và anh Vinh làm ăn phát tài phát lộc nhá. Gặp nhiều may mắn. Chúc cho các anh mua những con máy của em về dùng thật bền, dùng thật tốt. Mong sao lúc nào nó cũng khỏe mạnh, chạy băng băng. Còn cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ cơ sở động cơ ô tô Thuận nha. Chúc cho tất cả anh em luôn luôn mạnh khỏe nha, gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha. Nếu mà anh em có anh em nào ra ngoài Bắc du lịch hay là có dịp qua Vĩnh Phúc chơi đấy, thì mong anh em hãy bớt chút thời gian qua cơ sở em, thăm cơ sở em cho biết nha anh em nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn dành lòng tin và sự tin tưởng vào cơ sở của em nha. Cảm ơn tất cả các anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.